Xin chào các bạn, chắc hẳn ai cũng quan tâm chuyện chó con mình nuôi bỏ ăn, tỉa ra máu và chết sau vài ngày đúng không? Yên tâm đi, bữa nay tôi sẽ giúp các bạn chữa trị đúng cách và kịp thời bằng trường hợp tương tự ở một bé chó tên là Cục Gạch. Biểu hiện của em ấy là bỏ ăn không màng đến cử động xung quanh. Đây là dấu hiệu ban đầu của mắc chứng bệnh nan y tên là carie, do mọc răng ngứa nú, cắn dơ bậy ở dưới đất, bị nhiễm vi trùng, gây tiêu chảy cấp. Thì cái bệnh này diễn ra trong vòng 1 đến 2 ngày, qua đến ngày thứ 3, để ý, bạn sẽ thấy nó ăn vào ói ra mùi rất tanh, có khi ói ra máu, nên tôi mới tính lau mình cho nó sạch sẽ đây. Nếu bạn vẫn chưa phát hiện ra những biểu hiện này thì chó sẽ chuyển qua giai đoạn bệnh nặng hơn. Tiếp theo là sốt cao, bò chét hay ve trong mình nó bò ra bên ngoài hết luôn vì cơ thể quá nóng. Rồi ỉa chảy rất tanh, trong phân bắt đầu có máu, thậm chí là ỉa ra con lãi luôn. Lúc này mà bạn vẫn chưa quan tâm cứu chữa cho em ấy thì thôi, chắc chắn nó sẽ chết trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau đó. Tóm lại, trường hợp phát bệnh và ủ bệnh dẫn đến tử vong kéo dài không quá 4 ngày. Đây là kinh nghiệm xương máu nuôi chó từ hồi 3 tuổi của Tiêu đến nay, cũng cả trăm con chó rồi đấy. Và nuôi chó con dễ chết nhất là ở giai đoạn mọc răng này thôi. Nếu được nuôi trong môi trường sạch sẽ, được thương yêu chăm sóc chu đáo thì cũng chả bao giờ bé dính bệnh này đâu. Chỉ có chó bị bỏ rơi lăn lóc thì chắc chắn nó sẽ chết vì căn bệnh quái ác này cho coi. Không chỉ có chó mà mèo hay rái cá, thậm chí bất cứ con vật có vú nào sống trên cạn ở giai đoạn mọc răng này đều có thể bị mắc bệnh, trừ một con vật duy nhất trên đời sẽ không bị bệnh này. Đố bạn biết là con gì? Nói luôn nha, đó là chuột đấy. Từng nuôi giùm con chuột mẹ bị bẫy chết 4 con chuột lắc trong chiếc giày cũ thú quách tới lớn, nên tôi ôn rành lắm. Hình như chuột ở càng dơ thì nó sẽ càng khỏe mạnh, giống như nó ăn được vi trùng để mau lớn vậy đó. Còn phương pháp chữa bệnh này theo kinh nghiệm của Tây Ôn là nếu phát hiện sớm thấy chó buồn bã thì đem ra tiệm thú y chích ngừa bằng thuốc đặc trị liền. Chó sẽ khỏi bệnh đến 90% sau 1 đến 2 ngày. 10% thất bại là do bác sĩ tiêm thuốc không đủ liều hoặc quá liều làm chó chết. Còn chó đã vô giai đoạn ủ bệnh thì cơ hội chết nhiều hơn là sống đến 80%. Nhưng đã có bí quyết chữa bệnh của chó thần kỳ từ người cá Tây Ôn thì bảo đảm sống 100% luôn, là hãy vô nước biển cho bé để không bị mất nước và suy nhược cơ thể, rồi chỉ cho bé ăn gel dinh dưỡng mà thôi. Nếu bạn cho chó uống sữa sẽ càng làm cho nó dễ chết hơn vì bệnh tiêu chảy, hoặc là ăn cơm cũng sẽ làm cho nó bị lủng ruột, cơm rất cứng sẽ làm thành ruột đang bị tiêu chảy dễ bị rách ra, chảy máu nhiều hơn nữa. Nên tuyệt đối phải cho ăn gel dinh dưỡng và uống nước thường xuyên là tốt nhất. Nếu cho uống nước đường thì càng tốt hơn. Còn các bạn không có điều kiện cho chó ăn gel dinh dưỡng, vô nước biển cũng có thể chữa trị bằng cách khác nữa, nhưng cơ hội thành công chỉ 50% thôi nha. Đó là mua thuốc dành cho người để trị bệnh cho chó, cho chó uống Smesta cầm tiêu chảy một ngày 3 lần, không cho chó ăn gì cả, chỉ cho uống nước đường khi chó đói, rồi lau mình cho sạch sẽ mỗi khi chó đi vệ sinh hoặc nôn ói. Như vậy mục đích là hạn chế vi trùng phát bệnh xung quanh chó, giúp nó mau hết bệnh hơn. Nếu bạn không thường xuyên giữ vệ sinh cho chó thì nó sẽ dễ bệnh chết hơn nữa. Nhớ cho chó uống kèm thuốc kháng sinh, thuốc cân bằng men tiêu hóa và chống ói dành cho con người nữa là ok luôn rồi đó. Nhưng bạn phải chia nhỏ liều lượng ra 1/4 thôi nha. Còn một cách cuối cùng nữa để trị bệnh cho chó con là bằng cây thuốc dân gian vô cùng hiệu quả dành cho những bạn thiếu điều kiện, là hãy trồng thêm cái cây lược vàng ở trong nhà. Đây là loại cây giúp ổn định dạ dày cho chó rất tuyệt vời. Cách thức là xay hoặc dầm cho ra nước, một ngày cho chó uống 3 lần tùy theo cân nặng của chó mà đong đo liều lượng vừa phải nhé. Như vậy các bé chó đã được cứu rồi đấy. Hy vọng kinh nghiệm này của Tiôn sẽ giúp các bạn bảo vệ được người bạn tri kỷ của mình,
Đối với những bạn mới nuôi chó lần đầu tiên mà làm chết chó thì cảm giác này giống như là bầu trời sụp đổ. Đặc biệt là làm chết mấy con chó đắt tiền thì càng chua xót hơn nữa. Nên hãy chia sẻ kinh nghiệm của Tiun với mọi người. Chứ có nhiều bạn cứ lâu lâu hỏi Tiun mấy chuyện chó bị bệnh như thế này hoài mà làm sao Tiun có thời gian trả lời cả đống như vậy được. Thông cảm nhé.